ha. Đây, mặt đây. Sao gọi HA8 ngang nó ở thế ngang ha. Kích thước của nó 8,5 nhân 19 ha. Đó, thì mẫu ba mạch này các anh em dùng cho lo ba tấc đơn, hai tấc đôi. Đó, có thể dùng những cái thiết kế dạng mới hoặc là thiết kế cho thùng lo cũ. Như các thùng lo kêu mít 3 tấc. Kêu rồi. À. À, này bên trong nè. Kêu. Ba mạch. Sáng không bao giờ sờ luôn sờ. Nó bị nướng máy. À, đây phần micro không dây nè. Đó, khi anh em mua cái micro bên mình nè, thì chỉ việc kết nối qua thôi ha. Đây. Các mình đang test với lò ba tấc nè ha. Đây lò ba tấc nè. Đây mình test nhanh cho các anh em bằng củ sạc luôn. Test bằng củ sạc nha. Đó. Trên mình phải sử dụng bình ắc quy nha, mới đầy đủ hết công suất của mạch ha. Thì bình ắc quy mình có thể sử dụng 5 bấm cái gì đúng máy đây là bị 7 AH ha, đều được hết. Ok chưa? À, hoặc 9 AH thì càng lâu hơn nữa. Ok, thì đây mình test nhanh bằng sử dụng ngay chính cục adapter mình sẽ kèm theo cho các anh em là 15V 2A. Ok chưa? Đó. Rồi thì mình sẽ thử cái tiếng micro cho các anh em nghe ha, rồi xong mình chuyển qua test nhạc coi thử âm thanh nó tốt hay không, mạnh đánh mạnh hay không ha. Đây thử cái micro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Ok chưa? Thì mình thử cái tiếng nhạc nè. Thì đối với những lo công suất nhỏ thì các anh em có thể sử dụng ngay chính cục adapter, hoặc là muốn mạnh đánh mạnh hết mức thì phải lắp thêm bình nha. Đó. Ok chưa? Rồi thử nhạc nè. Ok thì đối với cái mẫu mạch này ha, thì nó cho phép mình đánh lo ba tấc đơn còn 28 đến 32 đánh ok đó ha. Ok, có thể đến 35 luôn cũng được ha. Thì cái lò này còn 38 này, ha. Thì nếu mình muốn đánh căng hết cỡ ha, mình sử dụng con 35 32 là ok ha. Thì mẫu mạch này sử dụng ICCS 862B, công suất là 80W, đánh trên lò 3 tấc đơn hoặc là 2,5 tấc đôi ha. Ok chưa? Eco của nó là dạng sử dụng beta 2399 ha. Nó có rất là nhiều linh kiện ha, trên bo. Ha. Test lại tiếng micro lần nữa nè ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok thì khi sử dụng thì khi mua hàng thì mình sẽ kèm theo dây lo này ha, dây bình này. Bình cắm vô đây nè ha. Đó. Này lắp đúng cực ha. Đó. Rồi một dây micro này, dây micro này, lắp cho micro này ha. Đó. Thì cái phần lắp micro cũng dễ dàng thôi. Tuy nhiên một số anh em chưa hiểu nên lắp nhiều khi thấy nó khó khăn. Thật ra lắp nó đơn giản. Đó. Đối với mic bên mình thì chỉ việc cắm vào thôi là để bắt được tín hiệu. Còn mic số hãng khác thì lưu ý ha. Đảo chân lại cho nó hợp lý ha. Tính ba tấc đơn. Được. Hoặc là hai tấc đôi, hai tấc đôi thì mình có thể sử dụng lo công suất tầm 30W 40W con 22 rồi đánh ok ha, kết nối được hai lo. Ok, kết thúc video rồi.